Hello, Thư xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh TNJ Cuộc Sống Ở Mỹ. Thì hôm nay là ngày nghỉ của Thư. Thư muốn dắt gia đình đi cái chỗ này mà lâu lắm rồi các bạn. Thư muốn đi mà Thư không có thời gian luôn á. Nhiều khi mà mình định đi nhưng mà tới cái giờ phút cuối lại nó cái chuyện nó cứ xảy ra rồi mình nhiều việc quá mình không có đi được. Thư muốn dẫn các bạn đi tới cái chỗ mà người ta gọi là cho đồ từ thiện của ở Mỹ này. Không phải là cho đồ từ thiện nữa mà thức ăn các bạn. Ở Mỹ này á, hình như là Thư thấy 10 cái trường học đó, là hết 8 cái trường học rồi họ có chương trình mà cho đồ để phát cho người dân á. Mình tới đó thì mình không cần xuống xe nữa các bạn, mình cứ chạy xe. Mình chạy xe rồi người ta sẽ tự động, người ta hỏi mình là mình có bao nhiêu người con, thì mình nói là 2 người, 5 người gì á, tùy theo mình có bao nhiêu người thì mình cứ nói. Thì rồi hỏi nhà có người lớn không hay là trẻ nhỏ không, thì theo cái người mà chị bạn làm chung với Thư chỉ dạy Thư là nói như, là người ta hỏi như vậy á, thì mình trả lời với người ta, xong người ta sẽ quyết định là cho mình đồ gì. Tại vì ví dụ như mình nói mình có người trẻ thì họ cho đồ về con nít, cho đồ ăn con nít nhiều. Còn mình nói đồ mình có nhà mình có người lớn á, thì họ cho đồ ăn của người lớn nhiều các bạn. Thì hôm nay Thư sẽ chở gia đình đi thử coi nó như thế nào để Thư review, Thư làm cho các bạn coi. Thực ra Thư muốn đi lâu 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 dữ lắm rồi các bạn, nhưng mà thiệt á, bận mà không thể tưởng tượng luôn á. À, mày thấy là con xe hả? Biết rồi. Mà các bạn biết á, cái chỗ này á, cách từ nhà Thư cũng không có xa luôn các bạn. Giống như là ở kế bên nhà Thư, đi bộ qua cũng được các bạn. Đi khoảng chừng đi bộ là khoảng chừng 2 phút bước qua đường là đã có cái chỗ cho đồ như vậy rồi các bạn. Nhưng mà nói chung là mình cũng không có kiểu như mình ăn cái thức ăn của người Việt mình nhiều các bạn. Mình ăn thức ăn Mỹ thì nó cũng ít đi, cho nên Thư không có cần lấy để làm gì. Với lại ở bên này không phải là mình phải đói khát này nọ mình mới đi lấy, cho ai lấy cũng được hết các bạn. Họ đi tới đó họ không có phải làm khó làm dễ mình hay là đứng mà hỏi mình này nọ. Chỉ cần bằng các bạn chạy tới đó, bạn ngồi trong xe, các bạn không cần ra, các bạn mở cái cốp xe của mình lên là họ hỏi mình là bao nhiêu người, là họ tự động giác đồ bỏ vô cốp xe cho mình. Nó rất là tiện lợi. Và tại vì cái mùa dịch này là các bạn họ không có muốn mà mình xuống xe rồi mình này nọ, thì mình cứ ngồi đó rồi họ rinh để lên xe của mình luôn. Mình chỉ người ta đóng cốp lại cho mình rồi mình tự mình chạy về thôi. Nó không có mất thời gian mà cũng không có kiểu như mà làm khó làm dễ mình nữa. Thì bữa nay Thư sẽ đi thử coi như thế nào. Ở bên đây á, nếu như mà các bạn không có sợ mà các bạn không có đồ ăn, chỉ là sợ các bạn ăn không có quen hoặc là các bạn làm biếng đi thôi, chứ không có sợ là mình không có đồ ăn. Tại vì Thư thấy á, trên cái đoạn đường ví dụ Thư đi chợ vậy đó, là 3-4 chỗ, Thư thấy là 3-4 chỗ cho đồ ăn luôn. Ở trường học cũng có, ở nhà thờ cũng có. Ở nhà thờ là thường xuyên các bạn là họ nấu đồ ăn, họ để sẵn trong cái hộp đó rồi mình đi ngang. Thì mẹ nói chuyện với chú con biết rồi. Mình đi ngang đó, họ chỉ đưa cho mình thì mình lấy mình đi mình ăn thôi. Có nghĩa là không có sợ đói các bạn. Hồi xưa Thư có đi làm từ thiện một lần, Thư đi chung với những cái người ở chỗ làm của Thư các bạn. Lúc mà đi tới chỗ đó là Thư đi ngay cái mùa đó là cái mùa Thanksgiving. Thì Thư vô Thư thấy họ có một cái nhà, một cái building, cái chỗ rất là lớn, giống như những cái nhà hàng mình, theo mà Thư nói giống như cái nhà hàng vậy các bạn, rất là lớn. Vô trỏng họ có những cái người volunteer, là những cái người tự tình nguyện đi vô đó để mà nấu. Rồi họ có những cái máy rất là bự luôn để họ rửa chén, họ rửa đũa, họ rửa không có đũa, bên Mỹ không có xài đũa thì nó lộn, chén nĩa với lại dĩa này nọ. Thì khi mà mình vô trong cái chỗ đó đó, mình làm được cái gì mình làm, mình phụ, ví dụ như là mình sắp thức ăn vô trên bàn để lên bàn cho người ta, hoặc là mình cắt trái cây ra. Còn những người nấu là họ có những cái người thường xuyên đứng nấu rồi các bạn. Tại vì có những người mà lớn tuổi đó, họ thích đi làm thiện nguyện như vậy đó, là mỗi tuần luôn, mỗi tuần họ đi vô đó họ nấu
rồi mình chỉ phụ, ví dụ như là cắt cái cây bỏ ra vô cái khuôn cho người ta, mỗi người có một cái tray các bạn, một cái tray bằng sắt vậy nè, thì trong đó ví dụ như nho là 5-6 ô gì đó, là có thức ăn của họ rất là đầy đủ chất lượng luôn các bạn, là rất là đầy đủ chất dinh dưỡng luôn, chứ không phải là nói mà cho ăn từ thiện rồi cho ăn bậy bạ đâu nha. Cái thức ăn của họ có rau cải nè, trái cây nè, là hai cái đó là không thể thiếu nè. Thức ăn chính là ví dụ như họ để là cơm hoặc là bắp hoặc là bánh mì hay là thịt sườn nướng hay là thịt gà. Lúc mà bữa mà Thư đi làm á là turkey họ nướng nguyên con rồi, họ cắt cắt lát lát ra vậy các bạn, rồi ăn với mashed potato là cái khoai tây mà nhuyễn 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 rồi đó, với lại bắp rồi trái cây, rồi có bánh bánh kek nữa nha các bạn. Bánh kek thì khi là apple kek, apple pie các bạn, là trái trái bơm á, hoặc là tôi thấy có nhiều, rất là nhiều cái pie trong đó, mà không phải là họ ăn không nữa các bạn, họ ăn không rồi họ có quyền đem về nữa, tại vì tôi thấy á, ở trong đó đó có mấy cái thùng bự nè, gia đình mẹ nói chuyện với cô chú gia đình à mày biết rồi, có mấy cái thùng bự họ để bánh mì, những cái tiệm lớn á, họ bánh mì của họ khi mà gần hết hạn, chưa có phải là bán cho các bạn, gần hết hạn thôi, ví dụ như một bánh mì của họ ở đây nó để là giới hạn, là ví dụ như một ổ bánh mì nó ra trong vòng 5 ngày chẳng hạn, ví dụ vậy, thì ngày thứ nhất ngày thứ nhì á, là ví dụ nó sẽ là cũ rồi thì nó sẽ cho bên cái chỗ này, thì bánh mì nè, rồi những cái đồ ăn đồ hộp nè, những cái trái cây nè, trái cây hoàn toàn ngon các bạn, tại Thư đã ở đó rồi. Ở ngoài ví dụ như trái chuối đi, hoặc là trái cam đi, ở ngoài ví dụ như ở ngoài các bạn thấy nó bị trái chuối mà nó hơi chín quá đó các bạn, thì mà các bạn thấy ở ngoài nó không còn tươi nữa, nhưng mà khi mà lột ra ăn vẫn còn ngon, vẫn còn bình thường, giống như chuối mình ở nhà mình mua về mình để 1-2 ngày thì cái vỏ nó bị xám màu đi đó, là người ta cho những cái loại đó các bạn, rất rất là nhiều đồ ăn luôn. Có bông hoa nữa, có nhiều người lấy xin bông hoa về nữa các bạn. Rồi chỗ đó người ta có những cái người, người ta biết cắt tóc nè, lúc đó Thư vô là có người biết cắt tóc, họ volunteer để cắt tóc, họ cắt tóc cho những cái người mà vô gia cư, hoặc là những người nào mà có cái nhu cầu đó mà không có đủ điều kiện mà đi tới chỗ cắt tóc để trả tiền đó, thì họ cắt tóc luôn. Họ rất là nhiều cái dịch vụ mà họ tự tự thiện á, tình nguyện làm các bạn, cho nên ở đây á, chỉ là sợ mình làm biếng thôi, hoặc là mình ngại mình không đi tới đó, hay là ví dụ thức ăn nó không có hợp khẩu vị mình này nọ, nhưng mà nếu như mà các bạn cần á, thà không bao giờ các bạn bị đói, cái đó là cái sự thật 100% luôn, tại vì cái chỗ đó đó Thư biết, cái chỗ mà Thư đi á, là cái chỗ đó là mở ra là everyday, là từng cái town, mỗi cái town, mỗi cái thành phố là lúc nào nó cũng có những cái chỗ như vậy hết, tùy theo cái giờ nó, thường thường cái chỗ đó nó mở là một ngày á, nó mở 2 giờ là buổi ăn trưa và buổi ăn chiều, rồi các bạn có thể lấy thức ăn về các bạn để dành các bạn ăn tối, ví dụ như mình đi vô đó mình ăn xong rồi mình xin một cái bánh kek, một cái bánh ngọt á, rồi thêm mấy ổ bánh mì, rồi một đống trái cây, rồi nước ngọt, nó có nước ngọt hoặc là những cái bánh bánh ngọt mà bánh giống như là của Dunkin Donuts các bạn, nó cũng có luôn, thì các bạn có thể xin về hoặc là đi dành sáng hôm sau các bạn ăn, rồi hoặc là tối các bạn ăn, rồi trưa các bạn lại đó xin xin tiếp. Nó hoàn toàn tạo cho người ta một cái giống như là không có để cái người dân bị đói các bạn. Nếu mà người nào mà nói mà các bạn thấy mà những cái người mà đứng ngoài đường xin tiền á, những người đó là hoàn toàn, tôi nghĩ những hoàn toàn là họ hút chích, họ xin tiền để họ Thư đi tới cái đường này nó bị chói nắng quá, để xin tiền để mua thuốc hút hay là hút chích gì thôi, chứ nếu mà nói những người đó đói thì Thư không tin các bạn, tại vì Thư thấy á, trên cái đoạn đường đi nè, mình không cần phải có xe đâu, nhưng mà nói mà mấy người đó không có xe, không cần phải đi xe. Chút xíu mày đi con. Là mình chỉ đi bộ tới cái chỗ, những chỗ đó thôi, mà những cái người đó như các bạn, họ được cái tiền food stamp, là cái tiền chính phủ cho về ăn uống nữa, giống như là một tháng họ cho một người vậy là mấy trăm đô đó, họ để mua thức ăn á, nhưng mà những cái người đó thường thường đa số là họ lấy cái tiền đó họ bán ra, họ không có dùng, tại vì cái tiền đó chỉ để là mua thức ăn được thôi, họ bán cho những cái người cần, ví dụ như họ có 200 đi, họ bán còn 150 hoặc là 100 để họ lấy cái tiền đó
họ đi mua thuốc hút hoặc là hồi chích thuốc chích gì á. Nói chung là theo như Thư thấy á, là không thể nào mà nếu mà mình có nhu cầu mà ví dụ về thức ăn, ví dụ như lỡ đi, lỡ một gia đình đi mà tự nhiên bị thất nghiệp hết, vợ chồng con cái bị thất nghiệp hết, đưa vô cái tình trạng mà không có việc làm đi, thì các bạn cũng không thể đối được, là tại vì khi mình thất nghiệp mình có tiền thất nghiệp rồi, mình đói đi mình có thể tới những chỗ đó mình xin đồ ăn, hoặc là mình đi những cái trường học nào họ phát đồ ăn nè, rồi nhà thờ cũng phát đồ ăn nè. Mình nếu mà mình có thời gian mình đi á, các bạn đi một dọc 4-5 cái đem về, thứ nói thiệt nha, đầy xe luôn, các bạn chở mà không nổi luôn, là đầy cốp xe ở trong luôn á, tại vì một chỗ á, họ cho rất là nhiều luôn. Cái chị bạn của Thư á, chị nói á, cho một lần á, một cái cốp xe chị nó có cái bữa đó cái ông đó ông rinh cho chị, các bạn biết sườn cốt lết á, sườn heo á, các bạn sườn cốt lết mà họ bỏ nguyên một thùng gì nè, chị nói về không có chỗ để trong tủ lạnh luôn. Chị hỏi Thư có ăn không, chị đem vô chị cho, mà tủ lạnh Thư thì nó cũng đầy hết rồi, đâu có lấy được. Cho nên khi mà chị nói là ví dụ như có nhiều người, ví dụ như mình cần nhiều đừng thực ra mình không có muốn đi nữa, thì mình nói là mình hỏi có mấy người, thì nhà của người ta 2 người 3 người, người ta nói là 4-5 người để cho nhiều quá, để tuần sau người ta khỏi đi làm biếng, người ta khỏi đi á. Nhưng mà mình thì chắc mình không cần cái đó, thì để một hồi thì đi thử coi nó như thế nào nha, các bạn đi chung với Thư nha. Thư đi cái đường này nó mặt trời bữa nay nó chói vô đây, Thư nhìn không thấy cái mặt của Thư luôn, Thư nói chuyện không biết các bạn nhìn thấy không, tại vì Thư che cái tấm này xuống nè. Gia đình á nó đi nó vui lắm, tại Thư nói là đi đi lấy đồ, nó không biết là lấy đồ nó về, ồ người ta cho đồ, nó nghĩ là chắc đi lấy thôi hay gì, nó mừng vậy lắm các bạn, nó rất là vui luôn. Cái chị bạn Thư chị rủ Thư đi hồi tuần trước, nhưng mà Thư không có rảnh các bạn, định đi hứa. Ồ mày nói gì chơi định à, mày nói tin nói là nó hỏi gì kìa các bạn. Thư không có rảnh cho nên tuần này chị không có rảnh chị, cho nên Thư đi một mình, mà đi đi cái giờ Thư đi là trễ rồi các bạn, đáng lẽ là Thư phải đi sớm, đi tới cái giờ này Thư đi là cuối cuối giờ rồi, không biết là người ta còn đồ hay là không, hay là đi tới đó không biết có kẹt xe, nếu mà kẹt xe không biết tới đó có đúng cũng như là còn người ta còn mở cửa hay là không á, tại vì người ta giới hạn giờ các bạn, mình đi trễ quá người ta đóng cửa rồi, tại vì lúc này mùa mùa này là mùa mùa thu rồi, cuối mùa thu rồi các bạn, mùa đông rồi, cho nên cái thời tiết á nó thay đổi dữ tợn lắm. Bây giờ là gần chiều một cái là bắt đầu là trời là đã mờ tối, nó không còn mặt trời nó mau lặn lắm các bạn, cho nên các bạn đi theo Thư nha, để coi cái mấy người ta chỉ cái đường này nè các bạn, nói là quẹo chỗ này là cái trường học chỗ này, mà Thư không có biết cái đường vô, Thư chạy qua chạy lại nó như lùm xùm chỗ này mà Thư bị không có biết cái đường vô chỗ nào hết á, mình lòng còng tại vì cái chỗ nó rộng lắm các bạn, không biết đường đi các bạn, không biết đường đi cho nên đi lộn xộn, đi vòng 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 vòng. Hả? We never come here before, baby. Cái này là khác không? Cái này là trường học của cái kia là mình đi học. Ở này không? Thư tìm được cái chỗ rồi các bạn ơi. Đi vòng vòng cuối cùng cũng thấy nè, cái chỗ mà xe người ta chạy lùm xùm chỗ này nè. Mà Thư đi lộn bên rồi các bạn ơi. Đánh đáng lẽ mình phải đi qua bên kia kìa. Rồi cũng như là giống như từng góc người ta cho từng cái loại đồ khác nhau á, mà Thư đi qua chặn từ khúc bên này qua, cho nên nó chỉ mình chỉ lấy được cái đồ ở cái khu cuối cùng thôi, còn mấy cái khu trước là Thư không có lấy được, không mình chỉ đi thử thôi, mình không có cần lấy hết luôn nha các bạn, mình thử cho mình biết cái cách người ta cho như thế nào thôi. Nó các bạn thấy không, những chiếc xe ăn trước người ta cũng đang đi xin đồ các bạn, cái bà kia bà cũng đi lạc giống Thư luôn. Thank you. Yeah, first time, so I didn't know that's me. Thank you. There's Papa. There's Này các bạn thấy chiếc xe ở phía trước thưa không? Họ chỉ ngừng lại thôi các bạn. Mình ngừng vậy là mình chờ thôi. Nó là cái cô ở trong này nè. Nó sẽ chạy ra câu hỏi mình là bao nhiêu đứa con, hoặc là ở nhà có người lớn không hay trẻ nhỏ không, thì cô biết là cô cho mình cái gì các bạn. Nhưng mà chiếc xe này nó cũng bị lộn đường như thơ vậy đó, nên họ chỉ lấy được cái đồ của cái khúc cuối này thôi, còn đồ của mấy cái khúc trước trước á là họ không có lấy được đó. Thấy không các bạn, người ta mở cửa ra người ta đi sẵn liền như xe cho mình các luôn bạn thấy không, ở đây người ta cho rất là nhiều đồ luôn á, đầy đó. hết. Cái này bây giờ là chiều rồi á, thấy khỏe không các bạn, đi xin mà khỏi cần phải rinh đồ nặng nề luôn, người ta giúp mà người ta giúp tới cái bằng gì á, tới tận răng luôn á.
là đứng hỏi xong rồi mở cửa chất đồ lên cho mình luôn. Các bạn nghĩ coi, cho mà thùng thùng gì đó rồi ăn chừng nào cho hết. Đồ người ta cứ hỏi mình cần gì người ta cứ liền cho mình. Mà ý là đi, mình đi trễ thứ nhất, thứ nhì nữa là đi cái khúc cuối thì thôi các bạn. Nếu mà các bạn đi từ cái khúc kia chạy vòng qua bên đây á, là lấy đồ các bạn ăn không thể nào mà hết được hết. Mà ở đây á, nhiều trường hợp lắm các bạn, chỗ vòng vòng này rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói mà đói khát không có đồ ăn á, là chỉ có những người làm biếng không có đi thôi các bạn. Hoặc là những người muốn ăn bào ngư di cá gì á thì họ không có đi xin thức ăn này thôi. Chứ nếu mà các bạn nói mà đói là hoàn toàn là không có thể nào mà đói được các bạn. Các bạn thấy không, hồn linh tới tận răng luôn, rất là sự các bạn. Đó, xong rồi mình đi thôi, mình cứ tới đó mình ngừng, người ta chắc cầu lên mình xong mình đi thôi. Hello. Yes, please. Nghĩ không, trong vòng một ngày thôi á mà bao nhiêu chiếc stress này là nó em tì hết, là nó trống hết luôn các bạn. Là người ta cho rất là nhiều chứ không phải là cho ít đâu nha các bạn. Nè, tôi chạy gần lên cho các bạn coi nè. Các bạn nhìn thấy xa xa phía trước là những cái palace không? Là cái kiện á, cái kiện mà người ta lấy đồ xong rồi còn cái kiện không các bạn. Mà chắc lên các bạn, mấy đống luôn nè. Đó, trong vòng một ngày mà các bạn thấy không? Đó, bên phía tay phải các bạn mới vừa qua, thấy các bạn thấy không? Mình đi về coi người ta cho mình cái gì vậy các bạn. Nè các bạn, trên đoạn đường về thì tôi thấy chỗ này họ cũng cho đồ ăn nữa nè các bạn. Không biết là họ cho cái gì, cái kiểu thì cũng cho giống giống như bên kia, cũng như mình xe chạy xếp hàng nè các bạn. Nhưng mà không biết thức ăn trong đó là cho cái gì. Thôi mà Thư không có cần các bạn, mình như đây mình đủ rồi, mình về mình coi mình được cái gì, chứ mình không có lấy nhiều, lấy nhiều quá rồi không có chỗ để ăn mà bỏ dục có mang tội chết luôn các bạn. Nè các bạn, họ cho bao nhiêu đây nè các bạn, để Thư mở ra thử trong đây nó có gì nha. Là Thư kêu họ ngừng lại các bạn. Họ cho nhiều quá đi, chứ thấy là cứ bỏ vô xe. Thư nói là thôi ngừng đi, đừng cho nhiều nữa, tại vì Thư sợ ăn không có hết, chắc cho tủ lạnh đó các bạn, nó không có hết rồi, ăn không biết làm sao hết. Chỉ nhà chỉ có mình gia đình thôi, rồi không biết làm sao cho mấy người này, không biết có ai lấy không, cho nên Thư nói với họ là đừng có cho nữa, để mình mở ra thử coi trong đây có gì nha các bạn. Nè các bạn, Thư mở ra được bao nhiêu đây đồ nè các bạn, quá chừng đồ luôn. Mấy cái này á là đồ ăn giặt cho con nít nè các bạn, mấy cái snack nè, bạn thấy không? Nè, nó có hình mấy cái cracker, có hình con animal nè, mấy cái goldfish nè, mấy đứa bé ở bên này là hầu như đứa nào cũng biết. Còn cái bịch này là cereal nè các bạn, họ để sẵn vậy nè, các bạn chỉ đổ sữa vô rồi các bạn ăn thôi. Mà cái gia đình lại không có thích ăn vặt các bạn. Gia đình nó không có thích ăn mà mấy cái cracker này, nó ăn chỉ ăn chín thôi. Gia đình nó không có thích ăn mấy cái bánh này, mới chết chứ. Còn đây là chuốt nè các bạn. Nè các bạn thấy không? Chuốt này để coi cái ngày, cái hạn hết hạn ngày mấy như này. Nè, ngày 13 June là tháng 6, tháng 6 ngày 13 năm 2021, tới năm 21 mới hết hạn, chứ không phải là ai nói mà cho đồ gần hết hạn là không phải đó nha các bạn. Nè các bạn, để Thư chiếu các bạn coi kỹ không? Nè, June 13 năm 2021 nè các bạn, thấy không? Rồi đây nó cho bánh, mấy cái đồ ăn bữa chính nè các bạn. Bữa chính là giống như đồ, đây là đồ đông đá nha các bạn. Này các bạn thấy không, cái này là gà, thịt gà nướng, họ để đông đá vậy. Thường thường đồ ăn mấy người ở bên đây họ để đông đá vậy nè các bạn, về cái mình hâm microwave là cho mấy đứa bé ăn. Thịt gà nướng, cà rốt với rau cải nè, giống như là cà rốt, ớt chuông, mấy cái rau cải ấy. Còn bên đây là bắp nè các bạn, với lại bánh mì. Còn bên này thì cũng vậy, cũng cái phần ăn nào của họ cũng phải có rau cải nha các bạn. Đa số là phần ăn nào tất cả đều có rau cải, củ cải hết. Còn cái này là bánh mì với lại mấy cái hem, họ làm bằng thịt turkey đồ á. Thịt turkey là con gà các bạn, gà lôi các bạn. Còn ở đây á, là bên đây là họ cho một miếng pizza, bên đây là bắp, còn cái này là đậu que mà họ luộc sẵn á, mình về mình hâm ra các bạn thấy không. Còn bên đây á là họ cho hai bịch cereal,
Đây mẹ. Này các bạn, Thư mở hết mấy cái bao ni lông ra nè. Để mình là mình coi cái nó cho cái gì, họ cho cái gì nha các bạn. Họ cho rất là nhiều luôn á, họ cho nhiều quá đi Thư đâu có ăn hết đâu. Gia đình nó cũng không thích ăn nhiều cho nên tại vì mình đi mình thấy Thư thấy họ cứ chất vô xe rồi cứ chất nữa thì nó hơi đừng chất nhiều quá, ăn không có hết đâu rồi xong họ mới ngừng á. Chứ chất kiểu này ăn đâu có hết các bạn. Gia đình nó không có thích ăn cái này. Gia đình chỉ thích ăn bún, mì này nọ rồi á. Này các bạn nhìn nè. Cái này là những cái bịch cracker cho nít, những cái bánh mà ăn giặt cho nít các bạn. Thấy cái bánh mà làm hình này hình nọ, hình con thú rồi nè các bạn. Thấy không? Nè, cái loại này là chi nè. Họ. Nè, mấy cái goldfish nè. Mấy đứa trẻ mà sinh bên này là hình như đa số đứa nào nó cũng biết cũng thích ăn cái loại đó hết. Còn mấy cái này á là các bạn biết gì không? Cái này là cereal mà họ để sẵn trong cái lon vậy nè. Thường thường ở trường học người ta hay cho ăn sáng á, cái các bạn chỉ mở này ra xong rồi các bạn đổ sữa vô thì họ nó ăn rất là tiện luôn. Mấy cái loại này nè là con nít nó ăn cực kỳ tốt luôn các bạn, nó đầy đủ chất bổ cho đứa bé vào buổi sáng á. Thường thường sáng thì hay cho gia đình ăn cereal sữa với lại thêm một cái chuối nữa các bạn. Nó ăn thêm cái chuối, nó thích ăn chuối. Còn ở đây á là juice nè các bạn. Juice này là cái gì đây ta? Trái táo nè, trái nho nè, với lại trái lê. Là cái chuối loại này là chuối cũng như đủ loại mùi trái cây á các bạn. Để coi cái ngày hết hạn của nó là ngày mấy đi coi. À các bạn thấy không nè, các bạn tiêu chiếu chỉ các bạn coi nè. Là June 13 năm 2021. Có nghĩa là tới năm 2021 hết mới hết hạn. Là cái loại này loại mới nha các bạn, chứ không phải là người ta tưởng là mấy cái đồ cho này là mấy cái đồ gần sắp hết hạn, gần bỏ đi thì người ta cho, không phải là vậy nha các bạn. Đồ mới đàng hoàng. Còn mấy cái loại này á, thì thường thường Mỹ họ hay ăn thức ăn ở trong tủ đá. Mình đi vô trong mấy cái siêu thị á, mình thấy người ta hay để trong những cái tủ đông lạnh á, là những cái loại thức ăn gì nè. Thì mình về mình chỉ để ra ngoài. Ví dụ như ngày mai mình muốn ăn đi thì mình bỏ xuống cái tủ thường á, thì sáng nó tan ra mình vô mình hâm cà quê ăn là vừa rồi. Này các bạn, cái này á là thịt gà nướng, bên đây là rau cải trộn với lại bắp. Cái phần thức ăn nào của Mỹ họ cũng có rau cải đầy đủ nha các bạn. Nè thấy không, thịt gà nướng. Còn bên đây á là cũng vậy, cũng có rau cải, cái loại bông cải xanh này các bạn. Với cái trái cây, cái này là trái cây, trái lê á các bạn, cái lê mình làm đâu trong hộp á. Còn cái này á là cái gì ta? Bánh mì chi, bánh mì với lại phô mai với lại cái thịt gà turkey á. Turkey là con gà lôi các bạn. Thịt gà lôi á. Còn bên này cũng vậy. Bên này cũng giống vậy. Nè, họ cho nhiều lắm các bạn ơi, họ cho Thư nè, cho đầy hết luôn. Thư đâu có ăn làm cái gì, Thư không có thích ăn đồ Mỹ nhiều các bạn. Thì Thư muốn quay video cho các bạn coi cho nên Thư gọi Thư lấy. Nhưng mà Thư định hồi lúc mà người ta bỏ thêm vô Thư định lấy hết luôn, nhưng mà Thư nói lấy gì không biết làm gì thì mình bỏ mình mang tội các bạn. Bên đây là hai cái bịch cereal này để cho con nít nó ăn ăn sữa buổi sáng nè các bạn. Bịch cereal này rất là lớn luôn nha. Cái này một bịch về gia đình nó ăn chắc cầu cả tuần luôn mà ta, cứ lấy như đây chừng nào mới ăn hết. Nè, hai bịch cereal. Còn cái này gia đình thích ăn nè. Cái này là cái loại mac and cheese nè các bạn. Cái loại này á là mình Thư lúc trước Thư có nấu á các bạn. Nấu cho nó nít ăn á, rất là tiện luôn á. Chỉ bỏ chút xíu chi vô là mình nấu. Còn bên đây là gì? Bên đây hả? Bên đây là sữa. Sữa này á là sữa bình các bạn. Các bạn thấy không? Sữa này để dành cho gia đình uống. Nè, còn cái này là sữa đông lạnh nè, không phải sữa đông lạnh mà sữa trong tủ lạnh. Còn cái loại sữa bự này không cần phải bỏ tủ lạnh. Rồi đây gì nữa đây? Nhiều, nhiều quá luôn. Nè, họ có cho thịt nè các bạn, thịt họ ướp để về mình nướng. Bữa nay là Thư đi cái chỗ này á, không có phải là lấy đồ của người lớn nha các bạn. Thư chỉ lấy đồ của con nít thôi.
Cho nên á, đa số đồ ăn ở đây á, là cho nít. Có những cái chỗ mà lấy đồ người lớn á, họ cho Thư, cái người quen của Thư, cái người bạn của Thư á, họ nói là có khi á, cho cả thùng sườn các bạn. Thường sườn cốt lết á, sườn heo mình á, họ vác một thùng họ liệng vô trong xe luôn. Cái chị đó chị nói là về hả, một thùng không có chỗ để luôn á, một thùng lớn mà. Rồi đây gì nữa nè, cái này cũng là một cái hộp của họ để gì nè, gồm có bánh mì, một hộp chuối, chứ là một cái hộp apple sauce. Còn bên đây là mấy cái hộp sữa nè các bạn. Sữa này là sữa trắng bình thường cho nít uống mỗi ngày. Còn sữa này là loại mà chocolate, là cái loại sô-cô-la các bạn. Còn bên đây nè các bạn thấy không, mỗi cái hộp phần nó đều khác nhau. Cái này thì có gồm có một miếng pizza. Còn bên đây là bắp, còn bên đây là đậu, đậu họ luộc sẵn nè, rồi mình về mình hấp lại thôi. Các bạn thấy một cái đống không? Ý là Thư đã kêu cái mấy cái chị đó ngừng lại rồi đó. Chứ nếu mà Thư không kêu nữa là không biết người ta cho tới chừng nào luôn các bạn. Bên kia nãy chắc nghĩ Thư nghĩ hồi lúc cái chú kia định lên cho Thư đó, là Thư nghĩ cái đó là đồ ăn của người lớn á, thịt á. Tại vì khi các bạn lại người ta hỏi các bạn là có con nít, nhà có con nít hay có người lớn, thì các bạn sẽ trả lời là ví dụ nhà các bạn có con nít đi, là còn một đứa hai đứa gì á, thì các bạn nói, ví dụ người ta hỏi nhà có mấy đứa thì các bạn có một đứa thì các bạn nói một đứa, còn các bạn có ba bốn đứa thì các bạn nói ba bốn đứa, còn có người mà nhà có người già thì nói người già. Thì thường thường á, nói có con nít á thì họ sẽ cho những cái đồ ăn vậy nè các bạn, tại vì nít thường thường nó ăn mấy cái này nó tiện. Còn nói mà có người già thì họ sẽ cho hình như là thịt bò, nghe cái chị kia chị nói vậy. Mà bữa nào Thư hồi sáng này á, đáng lẽ là Thư đi sớm rồi nhưng mà Thư đi trễ quá cho nên á không còn nhiều nữa. Thư không phải là mình cần gì mình lấy này, nhưng mà tại vì mình muốn quay cho các bạn coi ở bên này mình đi xin đồ nó như thế nào thôi.